Chào mừng quý vị, cô chú, anh chị đã quay trở lại với kênh Hồng Biến TV. Thì ngay lúc này Thùy Linh lại nhận được một thông tin rất là sốc nha quý vị và rất là hay ho muốn chia sẻ đến quý vị. Đó là chúng ta dường như cũng đã thấy được rằng như những người mà không thích bà Phương Hằng thì họ coi cái sự thành công của cô Nguyễn Phương Hằng là một nỗi nhục của họ. Và mới đây, khi mà cô Hằng đã công bố rằng sẽ cho hoạt động trở lại cái quỹ từ thiện là Hằng Hữu đó, thì những cái người bên kia là phía mà không thích cô Hằng, họ đang rất là cay cú. Và hiện tại đó là họ có vẻ như họ đang liên kết lại với nhau để mà tấn công cô siêu Nguyễn Phương Hằng. Bởi vì thấy là cô Hằng mà thành công hay là cái niềm kiêu hãnh của cô Hằng tiếp tục hoạt động trở lại đó thì họ cảm thấy rất là bức xúc. Và cái người mà có thể nói là cầm đầu hay là đầu dây mối nhợ trong mọi chuyện lại là anh Đức Hiển. Bởi vì mới đây bên phía anh Hiển lại tiếp tục cho đăng đàn một cái bài rất là cay độc, nghe rất là ghê gớm nữa nha quý vị. Mới đăng vài phút thôi là đăng với tiêu đề nhiều cá nhân tiếp tục kiến nghị khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng. Ghê lắm cả nhà ơi, ngay cả là ở trong từng câu chữ, từng chữ rất là ghê gớm, rất là thâm độc luôn. Và đây là hết thời hạn giải quyết các đơn tố giác, nhiều cá nhân và luật sư của họ tiếp tục gửi đơn kiến nghị cơ quan công an khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng. Và ai tiếp tục kiến nghị chúng ta cùng tìm hiểu nha quý vị. Ngày 9 tháng 3 thì luật sư của ông Nguyễn Đức Hiển này, Phó Tổng biên tập báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa gửi đơn kiến nghị cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương kiến nghị khởi tố theo quy định của pháp luật đối với bà Nguyễn Phương Hằng và tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, có đính kèm một đoạn nhỏ xíu kiến nghị. Và đơn kiến nghị theo nội dung kiến nghị thì vào ngày 26 tháng 10 năm 2021, ông Nguyễn Đức Hiển đã gửi đơn tố giác. Tiếp đó ngày 17 tháng 11 năm 2021 thì ông Hiển này tiếp tục làm đơn yêu cầu khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng vì đã có hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân, hành vi vu khống, hành vi làm nhục người khác tại Điều 155 và Điều 331 Bộ Luật Hình sự. Ghê gớm chưa cả nhà? Tất cả những cái tội mà đổ lên đầu cô Hằng, mặc dù trước đó là cô Hằng không có đụng chạm gì với cái tay này. Và sau đó thì không biết là nhột chỗ nào mà bắt đầu đăng đàn lên là trân trẹo, rồi sau đó công kích cô Hằng, rồi bức xúc đáp trả lại thì bị ghép vào tội 331, 115. Rồi sau khi gửi đơn, cơ quan điều tra đã làm việc 2 lần với ông Hiển này để giải quyết các đơn tố giác, nhưng tự nhiên đã hơn 4 tháng là hết thời hạn giải quyết đơn tố giác tin báo về tội phạm, nhưng phía cơ quan điều tra vẫn chưa có kết quả giải quyết sự việc này. Và trong thời gian này thì cô Hằng tiếp tục tăng cường số lượng, tần suất là phát trực tiếp trên mạng xã hội để nhục mạ, vu khống ông Hiển và nhiều người khác. Ví dụ như là đụng chạm tới người nào đó thì giải quyết, chứ sao tự nhiên cái là vu khống ông Hiển và nhiều người khác, ghét chị cô Hằng, đúng người nào thì người đó sẽ lên tiếng, đúng không quý vị? Trích dẫn rằng là tụi bay có tố cáo thì tố cáo khẩn cấp, tao mà đâu có ai làm gì, công an đã tiếp nhận và làm gì để tao đâu. Đó là bà Hằng nói trên mạng xã hội, nhà báo Pháp Luật dẫn lại nha. Đặc biệt nghiêm trọng khi nội dung bịa đặt, lan truyền thông tin sai sự thật của bà Hằng không chỉ gói gọn tấn công các cá nhân mà nhắm vào các tổ chức báo chí trong nước về chế độ quản lý nhà nước. Với một giọng điệu xuyên tạc không thể chấp nhận được thì ai cũng giống như là chuyện ghê vậy đó. Bây giờ nói chung là với tờ báo nào và nói ai thì cái chợ là cái nhung tổ chức đó, người ta lên tiếng là chưa đủ quá nha. Hình như là có gì lấn cấn ở đây. Tất cả các buổi phát trực tiếp của bà Hằng từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 đến là tháng 3 năm 2022 là đều luật sư của ông Hiển lưu vào ổ cứng và chuyển cho cơ quan điều tra cùng đơn kiến nghị rồi. Được biết, cùng với đề nghị của ông Hiển thì bà Đặng Thị Hằng Ni và ca sĩ Vi Ố cũng có đơn gửi cơ quan điều tra, đề nghị cơ quan điều tra nhanh chóng là phải đưa ra kết quả đối với tin báo tố giác tội phạm và đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với cô Nguyễn Phương Hằng. Vậy thì không thấy là đính kèm đơn kiến nghị của những người đó và có mình anh Hiển thôi. Rồi trong này thì có đính kèm một đoạn trao đổi với phóng viên ngày 9 tháng 3 thì đại diện văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương cho biết vụ việc liên quan đến các đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng vẫn đang được cơ quan điều tra tiếp tục xác minh. Do vụ việc này có tính chất phức tạp nên phía cơ quan điều tra đã gia hạn thêm 2 tháng để tiếp tục xác minh làm rõ. Khi nào có thông tin chính thức sẽ thông báo cụ thể cho các bên liên quan và cơ quan báo chí. Đính kèm một đoạn tờ báo này là hiện nay có 6 người là nói rằng là có 6 đơn tố giác, bao gồm là ca sĩ Đàm Vĩnh Viễn, ca sĩ Thủy Tề, Công Vinh và nhà báo Hèn Ly, Nguyễn Đức Hiển và Đinh Thị Lộc Cô Lăng. Và 6 người này là tố giác cô Nguyễn Phương Hằng về hành vi làm nhục người khác, vu khống và lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân của bà Đinh Thị Lan. Và trong này thì cái chuyện mà người ta là live stream mắc dỡ mớ gì mà tới bả đâu mà tự nhiên bả nhào nhào vô vu khống đủ thứ trên, vu khống rồi xuyên tạc nói xấu của công ty Đại Nam. Thế cuối cùng là người ta chửi là bắt đầu làm đơn chửi và tố cáo người ta ngược lại. Cảm thấy quá buồn cười cả nhà, và ai cũng thấy những cái chuyện đó thật sự là vô lý, đúng không ạ? Nhiều khi là mình cảm thấy buồn cười mà đau bụng luôn quý vị ơi. Và sáng nay ngày 9 tháng 3, trao đổi với báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, luật sư của ông Huỳnh Minh Hưng, tức là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết, hiện tại vẫn chưa nhận được là bất kỳ phản hồi nào từ phía công an tỉnh Bình Dương liên quan đến đơn tố cáo cô Nguyễn Phương Hằng. Và chuyện đó thì ca sĩ Đàm Vĩnh Viễn này đã gửi đơn tố cáo cô Hằng lên cơ quan cảnh sát điều tra công an Thành phố Hồ Chí Minh và đã được đơn vị này tiếp nhận xác minh và điều tra. Theo đơn tố cáo của ông Đàm Vĩnh Viễn này thì cô Hằng đã có một số hành vi là dấu hiệu vu khống, bị đặt xúc phạm danh dự, nhân phẩm của mình. Ví dụ như giờ cái báo Pháp luật của anh Hiển muốn đăng thông tin với anh Hiển thì đi làm rõ một số đơn kiến nghị hay là cái gì có thể là bắt đầu là câu kéo lôi kéo người khác vô để cho người ta thích ồn ào hơn. Lôi kéo anh Đàm Vĩnh Viễn rồi lôi kéo Vi Ố, nào là Công Vinh, Thủy Tiên. Mình đâu có nghe nhắc tới đâu nhưng mà cũng lôi kéo. Thì điều này chúng ta hiểu rồi, đường của mày, mày đi chứ sao, đừng có lôi kéo những cái người khác vô làm chi. Đấy mà cái kiểu là rung cây mà gọi khỉ như vậy. Giống như cái kiểu là đơn của mày sao rồi, đơn của tao sao nó im ru thế. Cái kiểu là để như là chơi tập thể, để mà chơi một cái bài thật là thâm độc. Rồi đến đầu tháng 10 năm 2021, Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển toàn bộ hồ sơ đơn tố cáo, tố giác tội phạm của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho công an tỉnh Bình Dương để giải quyết theo thẩm quyền. Theo luật sư thì đến giờ phút hiện tại thì đã có 3 buổi làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương, hiện tại vẫn chưa có kết quả gì và phía cơ quan chức năng vẫn chưa có bất kỳ phản hồi hay là giải thích gì hay công văn chính thức như thế nào để thông báo kết quả, là đại diện của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nói. Đại diện ca sĩ này cho biết là hiện đang chờ và hy vọng có những thông tin sớm nhất từ phía công an tỉnh Bình Dương. Cùng ngày trao đổi với phóng viên, luật sư đại diện cho là bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh đã rõ ràng đó là ca sĩ Vi Ố, đúng không? Người ta đang liên kết với nhau để mà kỳ kèo hỏi thăm và rồi là đệ đơn bên kia sao rồi, mình sao rồi. Cũng cùng ngày trao đổi với phóng viên, luật sư đại diện cho ca sĩ Vi Ố này cũng cho biết hiện vẫn chưa nhận được phản hồi nào từ công an Thành phố Hồ Chí Minh. Ghê không quý vị? Có thế lực chưa? Họ đang liên kết với nhau để tìm cách tấn công hạ gục cô siêu Nguyễn Phương Hằng, bởi vì rõ ràng bà Hằng đã mở trở lại cái quỹ Hằng Hữu. Phải tính sao đi chứ giờ thấy là không được rồi đó. Nghe và không biết rằng là hiện tại vẫn chưa nhận được phản hồi nào từ công an. Chúng tôi làm đơn từ tháng 6 năm 2021, cơ quan cảnh sát điều tra công an Thành phố Hồ Chí Minh đã thụ lý tố giác từ ngày 13 tháng 10 năm 2021 tới nay đã hơn 4 tháng mà thế mà chúng tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ một phản hồi nào từ phía cơ quan chức năng, luật sư này nói. Tức là luật sư của cô Vi Ố đó. Luật sư của Vi Ố cho rằng cơ quan này chậm trễ giải quyết các đơn tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo quy định. Trong khi người tố giác thì chờ đợi mãi chả trách sao tới thời điểm này không cho chúng ta là biết được là các cơ quan chức năng trước đó đã có các đơn là tố giác về yêu cầu khởi tố vụ án về các tội làm nhục người khác, vu khống và lợi dụng các quyền tự do và xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân. Đối với bà Nguyễn Phương Hằng, nghe chưa quý vị, cũng giống như cái cô Đinh Lăng thì cô nàng cũng tự nhiên đâu đâu là cái chuyện người ta làm từ thiện nhào vô và đâu có lấy tiền túi của họ đâu mà cứ tự nhiên. Thì tất nhiên là một việc làm từ thiện mà bị sồn lên mà có một ai mà đâm bị thóc, chọc bị gạo mà vô chửi người ta thì bắt đầu kiếm chuyện. Thưa mình, thấy mấy người này cơ hội quá. Thì Vi Ố thì tố giác và có hành vi là vi phạm, coi thường pháp luật, thông tin sai sự thật. Thì bên đây có 2 cái đơn của Vi Ố, với lại mình thấy mắc cười. Thôi thì có lẽ là họ đang rất cay cú những thành công của bà Hằng để chờ xem đơn kiến nghị này sẽ đi tới đâu nha quý vị. Thì Thùy Linh cũng rất là hồi hộp xem cái đơn này sẽ như thế nào quý vị ạ. Và quý vị thân mến, mới đây thì chúng tôi cũng cập nhật được một bài viết trên trang Chân lý và Chính nghĩa với bài viết là đôi lời với đảng viên Nguyễn Đức Hiển. Trước khi kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, anh đã từng thề liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống vật chất tinh thần và bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của nhân dân, tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở, tuyên truyền vận động gia đình, nhân dân thực hiện đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Vậy nay tại sao anh lại vu khống nhân dân đánh sập VOV? Kết quả không phải như vậy, anh không hề xin lỗi công dân. Là một đảng viên, sau anh lại dùng Facebook cá nhân để lan truyền một câu chuyện không có thật, để huy động từ thiện, từ công chúng. Vụ bác sĩ Khoa, là một lãnh đạo của một ngành, tại sao anh lại dùng Facebook cá nhân để viết bài không đúng về sự thật về công dân, gây hoang mang dư luận? Là một đảng viên, lãnh đạo cơ quan, tại sao anh lại từ chối tiếp nhận công dân để đối chất, làm sáng tỏ các hiểu lầm? Là một đảng viên, tại sao anh lại là để công dân kiện anh ra tòa, anh lại là không đến dự hay là không dám đối mặt? Vậy tại sao là một đảng viên Đảng Cộng sản, sao có mối quan hệ với các phần tử phản động vậy? Thái Văn Đường bấy nhiêu còn có đủ phẩm chất cách mạng của một người đảng viên hay không? Anh cũng còn có xứng đáng trong hàng ngũ là ưu tú của nhân dân hay không? Nhân dân có đặt niềm tin vào một người đảng viên như anh hay không? Đây là một cái bài viết và mà chúng tôi thu thập được trên trang Chân lý và Chính nghĩa. Đây là một bài viết rất là hay phóng quý vị. Và đó cũng là một số vấn đề mà Thùy Linh cùng ban biên tập Hồng Biến TV ngày hôm nay mà chúng tôi muốn chia sẻ và gửi tới cho quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì xin để cho chúng tôi một like, một share và Thùy Linh rất mong quý vị sẽ đóng góp những ý kiến của mình và cho một cái comment bên phía dưới video. Và Thùy Linh xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.